Thề luôn, chân gà sốt Thái này, 10 người ăn thì 11 người khen ngon. Không tin các bác thử mà xem. Nhưng mà cảnh báo nha, nghiện là không được tách tôi đâu á. Tôi mua chân gà đi chiên sẵn về làm cho nó tiệt. Khi ngồi mà rút được bằng này chân gà không biết đến bao giờ nó mới xong. Chân gà mua về các bác bóp muối cho nó sạch, rồi rửa đi rửa lại vài lần với nước cho nó sạch nhớt đi. Sau đó mình sẽ đem chân gà đi luộc. Các bác luộc chân gà với ít xả và gừng cho nó đỡ hôi. Xả gừng thì các bác đều đập dập để khi luộc nó tiết ra được nhiều mùi nhất nhé. Nhiều bác còn thích luộc cùng hành tây hoặc hành tím nữa. Nên cứ tùy vào nhà có gì sẵn thì các bác dùng cái đó. Mục đích cuối cùng là để chân gà hay là thịt luộc đỡ hôi thôi, không ăn luộc gì khác đâu. Giờ cho hết chân gà và gừng xả, đổ nước vào nồi luộc thôi. Đun chân gà sôi lên, đun từ lúc chân gà sôi khoảng 5 đến 7 phút là được. Vì chân gà đã rút xương sẵn rồi nên là nhanh chín lắm. Đun lâu quá chân gà mềm là mất ngon nha. Chân gà sôi lên các bác hớt bọt đi, kẻo mà nó dính vào chân gà mất đẹp đi. Trong lúc chờ chân gà chín thì các bác tranh thủ chuẩn bị cho tôi một bát đá lạnh. Chân gà chín thì vớt ra, thả ngay vào bát nước đá để chân gà nguội nhanh và giòn hơn. Trong trường hợp mùa đông này nhà không sẵn đá thì các bác cứ vớt chân gà ra, rửa qua với nước sạch rồi để luôn vào ngăn mát thì chân gà cũng ngon giòn không kém. Tiếp đó thì tôi sẽ làm nước sốt. Nhà sẵn đường thốt nốt nên là tôi dùng luôn. Chứ nếu mà không có đường này thì các bác dùng đường trắng cũng được. Phần nước sốt này thì tôi dùng đường, bột ớt Hàn Quốc, tương ớt Hàn Quốc, nước mắm, nước lọc và nước me. Gọi là chân gà sốt Thái mà nguyên liệu toàn Hàn Quốc mấy cả đồ Việt thôi. Bà này kỳ ghê. Cho hết nguyên liệu làm nước sốt vào nồi mới nhớ ra là chưa có me. Cứ bày đặt làm này làm kia mà quên tùm lum hết cả. Làm riết nhiều cái thấy mệt ghê. Bởi vậy nhiều lúc bất mãn không muốn nói luôn. Me các bác ngâm với nước nóng rồi lọc qua rây. Nhớ là dùng thìa miết miết cho thịt me ra hết nhá. Ngon ở đấy đấy. Nước me chua rồi nên các bác thích ăn chua thật chua thì mới thêm chanh. Còn không thì không cần thêm nữa. Vì chú trộn cả quất và xoài cóc nó cũng chua thêm mà. Nước sốt các bác cho lên bếp, đun cho tan hết đường đi. Đun sôi lên rồi các bác đun cạn bớt đi một phần. Thấy sốt hơi đặc lại là được. Để cho sốt thật nguội thì mới trộn chân gà nha. Trong khi chờ sốt thật nguội thì mình cứ làm thành các đồ ăn kèm đi. Xả các bác có thể thái bát mỏng mỏng như tôi, hoặc là bào sợi cũng được, cái này là tùy thích của mỗi người. Bác nào thích ăn cay thật là cay thì dùng thêm các loại ớt cay. Còn tôi thì xin phép dùng ớt sừng cho nó đẹp, chứ bằng nó cay của nước sốt là quá tải với tôi rồi. Xong xả và ớt rồi tôi thái thêm quất. Đặc điểm chung của mấy món sốt Thái là chua và cay. Cay thì không ăn được, chứ chua là tôi không chừa miếng nào đâu. Quất mùa này đang già quả, gần chín rồi nên là vỏ rất là mỏng, ít tinh dầu, không sợ đắng. Nhưng mà đó là vỏ thôi, còn hạt thì vẫn đắng như thường, các bác gạt bỏ hạt đi nhá. Bí kíp để những món ngâm xả tác lâu ngày không bị đắng là các bác chọn quả quất già, vỏ mỏng, sơ chế cho quất ra bớt tinh dầu ở vỏ đi. Rồi lúc thái ngâm thì các bác cũng gạt bỏ hết hạt đi. Ngoài vỏ ra thì hạt là tác nhân gây đắng kinh khủng khiếp luôn. Trộn chân gà sốt Thái mà có mỗi chân gà thôi thì nghe nó hơi buồn, thêm topping vào ăn cho nó đã. Hôm nay thì tôi mua được xoài và cóc non này. Xoài thái miếng vuông, còn cóc non các bác bổ tư ra tùy thích. Loại cóc bao tử này hạt mềm, nhai được cả hạt ăn ngon phết. Như thế là đã sơ chế xong xuôi các nguyên liệu rồi, giờ vớt chân gà ra trộn sốt nữa là xong. Món này nghe tên với cả nhìn ngon thì tưởng khó làm thôi, chứ thực tình thì dễ làm lắm, nguyên liệu cũng tìm dễ nữa. Còn nếu mà không tìm được thì có thể thay thế nguyên liệu khác. Ví dụ như là không mua được chân gà rút xương thì mình dùng chân gà chưa rút được. Còn nếu mà không có bột ớt và tương ớt Hàn Quốc thì thay thế bằng tương ớt và bột ớt Việt Nam thôi. Cách chế biến thì đa dạng lắm. Tuy là màu sắc và mùi vị có thể hơi khác nhau một chút nhưng mà không sao hết, vẫn ngon. Chúc các bác làm thành công và ngon miệng nha.